Chiếc voucher này giá hiện tại của nó là 36.490.000. Là cái màu độ hả? Dạ, đó là màu độ. Màu độ thì chiếc xe gốc này á là một cái chiếc xe lên từ một cái con màu thông thường. Thì chiếc này độ lại thì bên em độ lên cái tiền độ là 3 triệu. 3 triệu thì giá gốc nó là 33 rưỡi. Độ lên 3 triệu là 36 rưỡi. Là 36 rưỡi. Đối với dòng bánh mâm. Còn độ từ con bánh căm á thì giá gốc là 30 rưỡi. Cộng thêm 3 triệu tiền độ là 33 rưỡi. Là chỉ có màu sơn thôi đó. Đúng rồi, chỉ là màu sơn thôi. Còn những cái phụ kiện trang trí gắn kèm theo xe là tính tiền riêng. Mọi tính tiền riêng.